tự nhiên nó chui vô nhà. Đó, mình cũng nói chung là khoảng chừng lâu lâu mình sẽ gặp nó một lần, mình cũng không biết đây là dòng nhà anh gì luôn. Này xuống chút xíu rồi nè, nói chung là anh sẽ không có làm hại cưng. Mở phản ứng ghê quá, anh chỉ muốn quan sát chút xíu thôi. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Đi luôn hả? Hello, mình là Nam Ngô. Trời ơi, đây là cái series dài luôn. Ây da. Này là con nhện ngoài thiên ngoài tự nhiên nó chui vô nhà. Đó, mình cũng nói chung là khoảng chừng lâu lâu mình sẽ gặp nó một lần, mình cũng không biết đây là dòng nhện gì luôn, mà chân nó rất là dài. Anh em nào đang coi livestream thì có thể chia sẻ thông tin tên giùm mình nhé. Đâu em đứng lên cái ghế nè, em quay quay sát rồi. Hơi ghê. Hơi ghê ở đây để anh. Nặng à? Trời ơi, nghe em tôi nó gồng cái cây này nặng quá. Nhảy một cái. Ê, hiền mà. Ơi nhưng mà sao cái camera của thằng này nó chưa vô? Đây anh em ơi, nhảy này nhảy gì anh em ơi? Nhảy nhà em đó anh. Không được quay ego anh em nha. Không được quay ego. Được quay ego nói gì nữa. Mùa này mà được quay ego là có một đống nội dung để chia sẻ với mọi người rồi, nhưng mà chưa được quay ego. Nhện này nhện gì nhìn cũng khá đẹp á. Chạy cũng nhanh lắm. Ây da. Ở này hết biết nói gì luôn rồi đó. Cái này là hoàn toàn bí lù luôn. Giờ chỉ có bắt tụi không đâu. Giờ bắt á, mình sợ bắt nó đi bụi chứ không phải là nó ghê. Sợ mình đè mạnh quá. Giờ không, nhện này nó đâu có độc đâu, nhện này nó không có độc. Sợ là bữa xưa vừa ở nhà em thấy mà sợ quá nó đuổi đi. Sợ quá đuổi đi nha, nhện này nó không có độc anh em ơi. Này xuống chút xíu rồi nè. Được rồi. Có cái gì ụp vô mà bắt bắt sợ gì. Ụp vô bị gì em dính không? Thiệt á, giờ làm gì cũng bị dính, sợ bị dính cái gọi là cái vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng hết. Đây. Nói chung là anh sẽ không có làm hại cưng. Mở phản ứng ghê quá. Anh chỉ muốn quan sát chút xíu thôi. Thì em nó vô đây rồi. Đâu rồi? Thank you.
Này em trai bình tĩnh cho anh mượn anh quay cho mọi người coi coi, để coi có những cái bạn giáp sát xung quanh cái môi trường sống của chúng ta, để cho con người hiểu là con người không có sống một mình ha, con người sống xung quanh một cái cộng đồng bao gồm nhiều loài vật khác nhau, nhiều cây cối khác nhau, để chúng ta có thể ứng xử văn minh hơn với môi trường đồ này nọ. Anh mượn anh quay clip chút xíu anh thả, đừng có làm quá căng thẳng vấn đề đi, anh dí mệt. Này các bạn, nhện này là dòng nhện chân nó khá dài ha, chân cao, nhưng mà tên nó là gì thì mình không biết, cái này phải search thông tin. Thì con này nó cũng thường xuyên xuất hiện trong nhà của mình, nói chung là nó sống vòng vòng ở đây, cũng coi như là khoảng lâu lâu gặp nó một lần. Thằng Teppy nhà mình mỗi lần gặp là mê lắm. Ủa nè, cái bình nước đi kiếm cuối cùng nó nằm ở đây nè. Camera yếu không vía, camera giật. Sợ mấy con tốc độ vậy lắm. Hey các bạn, cho bạn coi cận cảnh thêm mấy giây nữa mình thả nó đi nha, có vẻ là nó hơi sợ rồi đó, nó hơi quíu lại rồi đó. Ai biết, hơi quíu hơi sợ rồi đó. Thôi đi đi ông nọ. Đây, đó, rồi. Ok, thôi kệ nó đi, để đòi nghiệp nó. Đây là cái dòng nhện mà cũng thường xuyên bắt gặp hả các bạn ha. Chân rất là cao, chạy rất là nhanh, có thể phóng rồi văng tơ đồ các thứ. Còn tên là gì thì không biết luôn. Anh coi trên máy nè, nó bắt được cái tia hồng ngoại của cái mắt này đó, cái máy sao á. Ừ. Phát được cái tia hồng ngoại. Thấy con mắt trắng lừ luôn không? Ồ. Ồ. Hay á. Cái này ở trên cái live stream thì anh em không thấy ha. Nhưng mà cái ồ sao nó bắt được con mắt hay vậy ta? Chắn bóc luôn hả? Nó là con mắt nó hả? Là cái tia á, giống như điện thoại iPhone phát cái tia đi rồi nó bắt đi. Ồ. 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 Ghê ta. Ồ, nếu mà anh này anh em có thể coi clip ở trên kênh thì anh em sẽ thấy ngay chỗ con mắt của nó là nó trắng y như cái đèn pin luôn. Nó cũng hơi xì chét á, nó nãy giờ mình nói chung mình cũng mượn nó, mình nó cũng hơi xì chét á. Nói chung nó hiền các bạn. Tụi này nó hiền ha. Nó không có chủ động chạy tấn công mình, hoặc là khi mình làm gì nó cũng không có gây đau đớn gì cho mình cả, cho nên là anh em thấy thì cũng nương tay chút xíu ha. Ồ nó bắt được con mắt hay ta. Ồ. Ồ con mắt nó là cái chấm đỏ luôn á. Đó. Đó. Mấy anh em coi livestream không biết con này con gì luôn á anh em. Anh em nào chuyên về nhện không? Rất là đa dạng, rất là nhiều dòng. Thôi không đụng nó đâu, đụng nó để nó quản nữa. Để nó nằm nghỉ ngơi, lát nó bò đi thôi. À, anh đứng cái góc nhìn này anh cũng thấy nữa nè. Hình như nó là cái gương phản quang á. Nó giống như cái gương phản quang, nó phản quang lại cái đèn flash của cái điện thoại của mình á. Đây đây, đúng rồi.
Đây các bạn, đó là cái gì đó phản quang ngay đây nè. Gầm cao. Thôi để nó đi. Làm cái series ba cái vô chỗ luôn, dẫn đi vòng vòng luôn. Ok, để coi còn con gì nữa quay luôn. Con thằng lăng. Mấy con mối á, vô đu lên đèn làm tổ. Hồi lúc trước nó có cái tổ bự gấp mấy chục lần vậy đó. Nó làm trong cái kho nhà mình. Sắp tới mùa mưa, sắp tới mùa mối nữa nè. Rồi có một con Tokayako sống ở trên này nè. Ở trên này là cái gì ta? Cái hộc cửa cuốn. Có con Tokayako sống trên này. Mình thì mình rất là lo sợ tụi nó sống trên này. Tại vì cái cửa này một ngày mở lên với đóng lại là hai lần. Đúng không ta? Chiều đóng xuống, sáng mở lên, ngày mở hai lần. Thì rất là thường xuyên là khi mình bấm cửa xuống là mình thấy nó dính cho cái cửa luôn. Nó bị cuốn vô cái cửa luôn. Trông rất là tội nghiệp. Nhưng mà cũng không biết làm cách nào để mà có thể cản trở nó sống trên này cả. Giờ tự nó lên đây nó làm tổ trên này. Thì chiều xuống là mình đóng cửa để mình đi ngủ á, thì nhiều khi hạ cái cửa xuống là thấy anh bẹp dí nó nằm trên cái cửa rồi. Rất là tội nghiệp, cho nên là mình rất là lo lắng nếu như có con Tokayako nè nó sống trong những cái cửa cuốn này. Thì nhà ai mà có cửa cuốn này thường xuyên khi mà chúng ta hạ cửa xuống, chúng ta hay thấy mấy con thằng lằn ở ngoài Bắc gọi là thạch sùng, nó bị dính trên cái cửa ha. Thì cái này không biết cách nào để mà có thể thay đổi điều này luôn. Giờ nó sống như này là chịu luôn. Thì xung quanh này rất là nhiều Tokayako. Thế coi còn con gì nữa không? Hết rồi. Nhiều lắm nhưng mà bây giờ tự nhiên nhớ không ra. Ở trong này lúc trước có rắn nữa bạn. Trong này trong cái hang này nè. Tại ở trong này là cái ổ dây điện. Rồi cái đường dây nó đi âm ở dưới. Hồi lúc trước là có mấy có rắn nữa. Nhưng mà rắn nó là rắn gì mà ăn chuột rồi ta, rắn không phải rắn lục, rắn mấy con rắn nói chung rắn không có hại á. Nó lên đây nó ăn chuột. Hồi xưa nha. Ở trên giữa nhà mình nó có cái vườn giữa nhà. Thì lúc đó mình nuôi chim hót, mình nuôi mấy con sơn ca. Mình để cái đặt lồng đặt dưới đất nó hót. Mà con rắn nó ở dưới lồng đất á, nó nghe cái mùi được con chim, nghe tiếng sao nó đào hang rồi các bạn. Thì mình đang đi tới mà mình thấy tận cận cảnh con rắn nó đưa cái miệng vô, nó dứt cái đầu con chim sơn ca của mình. Trời ơi, chạy lại. Con rắn nó giật mình, nó bỏ đi, nhưng mà con chim sơn ca là nó đã đi bụi rồi đó. Thì cái môi trường sống á, nó có một cái là con người mình thì thích sống giữa thiên nhiên, thì mình phải chấp nhận là mình sẽ sống chung với lại nhiều loài vật ha. Cho nên là mình tương tác nó nhẹ nhàng chút xíu, nó có cái tình thương chút xíu. Chứ là mình sống xung quanh này là cây cối rồi con này con kia nhiều lắm. Mà mình gặp con nào mình cũng đập là tội nghiệp người ta. Hổ hành, đúng rồi, hổ hành. Yeah. Mấy con rắn hổ hành nó chui dưới hang lên nó ăn chuột. Thì mình lúc đầu hồi đó mình không biết á. Mình cũng sợ. Nhưng mà sau này mình biết rồi thì mình biết con nào nó không có độc rồi thôi, mình kệ nó. Chứ mình con nào mình cũng đập hết là đi bụi hết. Anh kêu con thằng đấy là nhện nhà khổng lồ. Nhện nhà khổng lồ hả? À, ồ có thành resort luôn hả? Đó, thì nhiều lắm. Nói chung là rất hay gặp nó ra. Rồi nó làm kén, làm tổ tùm lum hết trơn á. Rồi còn con gì nữa ta? À, ở đây xung quanh nhà mình là ao, mương, sông, hồ rất là nhiều. Cho nên là thường xuyên gặp mấy con chim bối cá rất là đẹp ha. Chim bối cá màu sắc sặc sỡ, mỏ dài ra bay. Rồi bìm bẹp.
bìm bẹp, cũng có rất là nhiều ở ngoài thiên nhiên. Rồi hôm bữa thì có một con chim cú, chim cú con chim mẹ nó tha, không biết là tha đi đâu á, cuối cùng tự nhiên rớt nó trước ngay đây, nguyên con cú con, mà con cú đó chắc bự à, mà mình cũng thả luôn. Cú lông, con chim cú mà con á, cái lông nó cứng ngắc rồi các bạn, cái lông lông tơ của nó cứng ngắc à. Rồi bói cá nhiều con lắm. Rồi thôi chắc cũng hết rồi. Ok thì sẵn quay vòng vòng nhà, mấy góc nhà cho các bạn coi có con này con kia nữa. Ok để hẹn mọi người ở clip lần sau ha, coi có cái gì hay mình sẽ quay tiếp cho mọi người coi. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ. Bye bye.